Thưa quý vị, tính đến chiều ngày 11 tháng 9, tại ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã ghi nhận 5 người chết và mất tích do mưa lũ. Tính đến sáng nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2 người chết do mưa lũ gây ra, hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến giao thông. Phải đóng đường quốc lộ 48E tại 3 điểm do mưa lũ sạt lở. Một số nhà dân bị sạt sập nước vào, hàng trăm hecta hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã ghi nhận có 2 người chết do mưa lũ. Hôm nay trời đã hửng nắng, nước trên các sông suối rút đáng kể. Tuyến tỉnh lộ 520B đoạn vào 6 xã phía Tây huyện Như Xuân đã được thông tuyến. Còn tại Hà Tĩnh, mưa lũ đã làm một người chết. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ gây thiệt hại đối với người dân, không chỉ đối với hoa màu mà làm chậm tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu. Còn liên quan đến vụ hàng trăm nhà dân công trình ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng sụt lún nứt nẻ, hàng trăm giếng nước bị cạn khô. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã yêu cầu công ty cổ phần Tân Hoàng Khang có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ sụt lún đất. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An yêu cầu công ty Tân Hoàng Khang tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản và khai thác bơm hút nước ngầm tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Đặc biệt yêu cầu đơn vị này có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ kinh phí để khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ sụt lún, chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quyết định. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu công ty cổ phần Tân Hoàng Khang lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm theo quy định, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.